Sau khi mình khai thác xong cái rau đúng không, thì mình sẽ phải nhổ hết cả cái rễ này đi. Đấy, thì các bạn nhìn thấy một cái thùng rau cải chip này, để mà nó lớn được như vậy thì nó đã chén nhá, nó đã ăn khoảng mình cho rằng là khoảng 2 cân phần trùng quế, từ 1 đến chắc là phải 2 cân đấy. Bởi vì cái phần này là mình bỏ đi, sau đó mình dùng men vi sinh thì mình ủ đi đúng không? Nên mình sẽ ủ cái rau này, men vi sinh, phế thải của rau này, gọi là phế thải thì cũng không đúng, gọi là cái phần còn lại, phần dư thừa của rau. Đấy, cái rễ nó bám vào phần trùng quế này mình phải nhổ hết lên. Đấy, còn nếu mà có máy đánh tơi ấy, thì chúng ta sẽ cho vào, nếu ở trang trại mình thì mình có máy đánh tơi, nhưng thực ra thì cũng không cần thiết các bạn ạ. Cái này sau ủ thì bón cho cây thôi, cây ăn quả, ủ hết bệnh rồi nhá, xong quay lại cho chuồn ăn chuồn quế bên mình ăn được. Đấy thì đây, cái này nó bị có một cái lỗ này khá to. Cho chuồn quế bên mình ăn. Đấy, như vậy nó phải thụt đi khoảng, sau khi đây, cái này thì hôm mình để nó dày đến đây đúng không, thụt thì khoảng 2 cm. 2 cm thì nó tương đương khoảng 2 cân. Đấy, các bạn cứ để ý xem, tức cứ 10 cân thì nó dày khoảng độ 10 cm đúng không? Vậy thì hóa ra suy ra rằng mỗi cm là dày 1 phân. 1 cm ấy. À quên, mỗi kg ấy thì sẽ tạo ra một cái độ dày trên cái thùng xốp tiêu chuẩn kích thước 40, dài rộng cao là 40 nhân với lại 80 nhân 40 nhân 20 cm. Đó thì nó sẽ. Đấy, mình bình thường ấy mình dùng găng tay, nhưng mà cái phân trùng quế của mình rất là sạch, thậm chí nó không có vi khuẩn E. coli. Đấy là nếu mà sau khi mà phân trùng quế đưa vào phục vụ mà trồng ở trong cái môi trường tiêu chuẩn như là nhà lưới, nhà màng, dưới nền là sạch sẽ đúng không? Đấy, và xung quanh là không khí chống bụi vân vân đấy, đúng không? Trong điều kiện tiêu chuẩn thì là luôn luôn là không có E. coli, Salmonella và coliform. Đấy, tất nhiên là bên mình thì không bao giờ dùng chất kích thích tăng trưởng rồi, đúng không? Còn nấm thì sẽ sinh ra, nếu chúng tôi không nhặt hết những cái này, những cái rễ này là những chiếc lá đi, ví dụ thế, thì nó sẽ là thức ăn của nấm. Mà nấm thì nó các cái ấu trùng, gọi là cái bào từ nấm ấy, thì nó bay trong không khí, đúng không nào? Tí nữa mình sẽ bổ sung cái lớp phân trùng quế lên trên bề mặt này, sao cho nó bằng đúng cái mặt này. Nhiều quá cũng không tốt mà ít quá cũng không được, đúng không? Đây, bây giờ mình lê cái này ra đây để mình đây, đến gần cái thùng xốp này trồng cái cây mình vừa khai thác đúng không? Đó là cây rau diền khoang, thì mình cũng phải nhổ hết rễ lên. Và các bạn lưu ý nhé, khi mà chúng ta, một khi chúng ta đã thu hoạch, chúng ta không được thu hoạch một nửa thùng một, mà chúng ta phải thu hoạch hết thùng luôn. Cho nên tới đây ấy, thì bên mình sẽ bán là bán cả thùng. Đấy, bán cả một thùng chứ không bán là theo cân nữa. Ví dụ một thùng này là 60.000 hay là 70.000 chẳng hạn, là rau hoàn toàn sạch tự nhiên, đúng không? Khách hàng chỉ việc cắt thôi. Thậm chí khách hàng tự vào cắt hoặc là khách hàng thuê bên mình cắt nữa, thì cái công cắt là bao tiền. Đấy, còn khách hàng tự cắt đấy, nó giống như cái miệt vườn ấy, cái hàng đã đóng tiền phí rồi. Đấy, những cái thùng nào của khách ghi tên họ đầy đủ thì khách sẽ đến tự khai thác. Đấy, nó có mấy cái chi phí phát sinh, đó là chi phí khai thác, tức là chi phí cắt này, đóng gói, đúng không? Và vận chuyển đến khách hàng. Và chi cách thứ hai chúng ta tính toán là khách hàng tự đăng ký, đúng không? Và đến rồi tự khai thác, đúng không nào? Khách hàng sẽ có cái vân tay để xâm nhập vào, bởi vì họ đã đăng ký làm thẻ thành viên ở trên website, đăng ký dấu vân tay vân vân, để chúng tôi quản lý. Và khách hàng tự mở cửa trang trại, sau đó thì camera sẽ, hệ thống cảm biến sẽ tự đóng cửa lại khi khách ở bên trong. Và khi khách vào trong khai thác xong thì đem ra ngoài và cân. Đó thì cảm biến hay là trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, ví dụ thế, có thể là trí tuệ nhân tạo, có thể mình nói cái, nó hơi sang mồm, nhưng mà cái trí tuệ nhân tạo ví dụ là một cái phần mềm đi, làm gì cũng đến ghê gớm trí tuệ nhân tạo đâu, đúng không? Nó sẽ quét khách hàng và biết được rằng khách hàng đã khai thác đúng thùng của mình, đúng không nào? Các vị trí các thùng đều có cái sự nhận dạng hết, có mã vạch hết, và khách hàng như vậy đã tuân thủ đúng, và như vậy là cửa nó tự động mở cho khách hàng. Trường hợp mà phần mềm bị lỗi thì sẽ có can thiệp của bảo vệ trực, đúng không?
giống như là các cây ATM của các ngân hàng. Hiện nay thì có cây ATM mà có thể tự động gửi tiền rút tiền. Đó thì là có cái ông bảo vệ ông ngồi đấy ông trông thôi, chứ ông không biết cái gì về chuyên môn hết. Nếu mà ai đó mà tấn công cây ATM thì ông ấy sẽ can thiệp thôi. Thậm chí là cũng chẳng cần bảo vệ ngồi đấy được. Ví dụ như có một cái trung tâm bảo vệ nào ở đâu đó, họ hoặc là sau này chúng ta có thể thuê dịch vụ cảnh sát này. Cảnh sát sẽ ngồi đấy để giám sát, ngoài cái việc của mình thì có thể giám sát camera, đúng không? Để nếu mà cho tư nhân ấy, cho các hộ tư nhân, nếu mà cái cây ATM hoặc là cái cơ sở bị tấn công thì thực ra cảnh sát thì cũng là như vậy, thì họ sẽ can thiệp chẳng hạn đấy. Thì ở đây thì tôi đang giả thuyết rằng là nếu khách hàng mà khai thác mà quá cái số thùng của mình thì sẽ được yêu cầu trả thêm và cái hệ thống sẽ không cho phép đi ra. Nếu mà khách hàng cố tình vi phạm thì bảo vệ can thiệp chẳng hạn. Hoặc là nếu mà khách hàng đã khai thác đúng mà phần mềm nhận sai thì bảo vệ cũng sẽ can thiệp để mở ra, đúng không? Đấy, những người điều hành trung tâm sẽ can thiệp để mở ra. Tôi ví dụ thế, thì cái hướng tới tương lai của chúng tôi đó, đó là những cái hệ thống trồng rau như vậy. Đấy, ngoài cái trồng rau ấy thì tôi còn trồng những cây ăn quả lâu năm. Và tôi cái với các bạn rằng ấy là cái hệ thống đó hoàn toàn là sạch, đúng không? Thậm chí sẽ có sự phục vụ robot. Cho nên tại sao mà các cái website của tôi ấy đăng lên những hình ảnh có cánh tay robot ấy các bạn? Vì chúng tôi rất là thích công nghệ. Chúng tôi muốn ứng dụng cái công nghệ làm sao cho cuộc sống tốt hơn. À, tất nhiên là gì, những người mà được phục vụ họ cũng hoàn toàn là xứng đáng, đúng không? Họ cũng phải trả một tiền xứng đáng cho chúng tôi. Chúng tôi phục vụ họ chứ ạ. Đấy, chúng ta kéo tiếp cái này ra đây. Chúng ta luôn luôn có một cái thùng. Mà chúng ta dùng để khai thác, à để ủ, đúng không? Để gọi là để cái phần thải của quá trình trồng trọt. Oh, phần thải quá trình trồng trọt đây này. Các bạn nhá, nếu mà các bạn mà không khai thác cái rau muống này ấy mà quá 25 ngày mà các bạn không khai thác ấy, thì tôi đảm bảo các bạn rằng là cái rễ nó sẽ chùm, nó sẽ ăn hết cái phần chùm quế này, đúng không? Đấy thì lúc đấy là toàn bộ là sẽ bỏ đi đấy. Toàn bộ cái phần chùm quế này sẽ không còn được phục vụ nữa, đúng không nào? Đấy thì ban nãy tôi nói đến chi phí, thì ngoài cái chi phí mà đóng gói này, khai thác đóng gói, đúng không, bao bì vận chuyển đến tận nơi tận tay khách hàng, ví dụ như là Aha Move, thì chúng tôi đang nghiên cứu rất là chính sách của rất nhiều đơn vị để đưa ra một cái chính sách tối ưu nhất. Đấy, phù hợp với cái loại thực phẩm là rau sạch này. Bởi vì cái rau này ấy, nó có một cái đặc điểm là chúng ta khi giao hàng thì nên là cái xe giao hàng là phải xe hàng chuyên biệt. Đấy, hoặc là cái túi đựng để giao hàng thì khách hàng có thể mua sẵn một loại túi chỉ thừa riêng cho khách hàng thôi. Đấy, và chúng ta sẽ cái túi đó là cái túi có khả năng bảo quản lạnh hạn, chúng tôi sẽ sản xuất làm nào đấy nó giống một cái thùng xốp, hoặc là chúng tôi sẽ bảo quản trong thùng xốp với đá lạnh đi kèm, hoặc là với đá, với cái loại đá khô ấy, đấy, đá khô đi kèm chẳng hạn, thì khách hàng có thể đặt cọc trước, hoặc là cái khách hàng VIP thì chúng tôi sẽ cung cấp cái đó, đúng không? Đá khô để làm sẵn để trong sẵn thùng lạnh hạn đi để bảo quản lạnh cho cái mặt hàng này. Đấy, tất nhiên là nếu mà khách hàng nào mà xa quá, cái thời gian giao hàng là 15 phút. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái túi đó nó cũng phải chống nắng nóng xâm nhập, đúng không? Thì tất nhiên là dần dần thì cái chúng tôi đang suy nghĩ và đang thiết kế, nói thẳng là thiết kế đi, một hệ thống hoàn hảo phục vụ khách hàng hoàn hảo, đúng không? Từ cái quá trình mà đặt hàng website. Đấy, một cái website mà phải thực sự là hoàn hảo. Đấy, và website đấy tích hợp với hệ thống sản xuất, đúng không? Thử nói là website đi thì nó phần mềm đi hay cái gì đó thôi, hay là cổng thông tin để mà tiếp cận với khách hàng nha. Đấy. Từ cái khâu khai thác này, sau này sẽ tự động hóa hết, đến cái khâu mà làm đất, đúng không? Đây gọi là làm đất đi, bổ sung đất rồi tưới bón hiện nay tự động hết rồi, đúng không? Rồi đến khâu mà bán hàng, đến khâu vận chuyển hàng hóa, sao cho tất cả đều tự động hóa, đúng không? Thì nó sẽ là tối ưu nhất. Đấy, các bạn thân mến đấy. Đấy,
nãy thì ở đây là chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ loại bỏ hết cỏ, chúng ta gạt tay, gạt cái móng tay, ngón tay này, chúng ta loại bỏ hết cỏ đi, hết cái rễ cây đi và những chiếc lá cây còn lại để tránh nó là thức ăn cho cái nấm và sẽ gây ra nấm mốc cho toàn hệ thống, đúng không? Và chúng ta dùng tay để đảo toàn bộ cái phân này dưới đất này lên, dưới sâu này lên trên, đúng không? Và chúng ta sẽ đậy cái nắp lại, đúng không? Và chúng ta bổ sung phân trùng quế và gieo luôn. Đấy, chúng ta sở dĩ chúng ta phải đào lên vì nó quá trình mà cây ấy nó hô hấp rồi nó trao đổi dinh dưỡng với đất thì nó có thể tạo ra các cái độc tố khí CO, đúng không? Và ok, đấy, như vậy là mình đã làm đất xong. Một thùng này thì trung bình là 3 thùng này thì hết khoảng 10 phút đấy. Các bạn thấy đấy, khoảng 2 đến 3 phút đấy là mình làm chậm. Người làm đất nhanh thì nói tóm lại là một cái thùng này chúng ta phải mất khoảng độ, nếu một người làm chúng ta mất khoảng 5 phút, đúng không? Thì sau này nếu chúng ta làm hệ thống tự động hóa hoàn toàn thì một cái thùng này chỉ mất 1 giây thôi nó sẽ làm được rồi. Ok, trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé.